Bánh mang ý nghĩa của sự gắn kết khi mang vị bánh tét của người Việt, trứng muối của người Hoa và loại thịt nạc đặc biệt của người Khmer. Những đòn bánh tét tuy nhỏ bé như thế này thôi nhưng lại là sự kết tinh của những sản vật Nam Bộ. Ở bên cạnh việc đem lại sự sung túc cho những người làm ra chúng, những đòn bánh tét này còn là biểu tượng của sự đủ đầy no ấm để bắt đầu một năm mới của người dân phương Nam. Alo Tuấn hả? Cha, ở đâu mà quá trời bánh trái thế này nè. Thực dụng bây giờ học làm bánh tét rất là ngon. Hôm nay có đem quà gì cho Tuấn nè? Bánh tét miền Tây là số vách nha, chắc chắn phải mua về tôi đó. Tuấn ơi, tại sao Tuấn lại thấy là ở sau lưng Tuấn hiện tại đang có rất là nhiều áo dài thành phố mình? Hôm nay có cái gì mà nhiều áo dài vậy Tuấn? Trời ơi, ông người thành phố mà ông kỳ quá, ông không chịu tìm hiểu gì hết à. Năm nay á, mặc áo dài đang là xu hướng của giới trẻ nha, người ta kêu là hot trend á. Em say mê ngân câu hát, ôi ya, ôi ya, ôi ya.